Lửa ấm, sau bao biến cố, Quang làm lành với mẹ, mình không sang Pháp với Ngọc. Quý vị khán thính giả thân mến, chỉ còn 11 tập nữa là kết thúc bộ phim Lửa ấm. Diễn biến câu chuyện đang được đẩy lên cao trào của những mâu thuẫn, những kịch tính. Mọi bất hạnh, mọi biến cố cứ liên tục đổ xuống đầu nữ chính, Thủy. Sau bao biến cố của cuộc sống, của gia đình, Thủy dường như sắp mất tất cả, con trai, chồng, gia đình, sự nghiệp và cả tính mạng của bản thân. Khi xảy ra bao biến cố ấy, những người trong gia đình mới nhận ra tình thân, tình mẫu tử, tình máu mủ, mới biết yêu thương trân trọng lẫn nhau. Cậu bé Quang sau khi chứng kiến những giây phút đầy đau khổ của mẹ, Quang hiểu ra mẹ mới là người mà mình yêu thương nhất. Quang càng yêu thương mẹ nhiều hơn. Còn Minh, sau những ngày trong tranh giữa tình cũ và vợ thì anh cũng hiểu ra cái anh cần là gì. Và anh phải bảo vệ ai? Liệu Minh có đồng ý bỏ Thủy ở nhà để sang Pháp với Ngọc chỉ vì tin Ngọc nói Chip là con gái của mình? Càng gần những tập cuối, bộ phim Lửa ấm càng cuốn hút khán giả nhiều hơn. Nếu như những tập đầu khán giả còn nghi ngại, thậm chí thờ ơ khi xem phim, thì giờ đây bộ phim Lửa ấm đã giành được rất nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim. Dù là nhân vật chính hay phụ, đều được khán giả yêu mến rất nhiều. Bên cạnh đó, nhân vật nóng nhất trong phim này và được bình luận nhiều nhất chính là Tiểu Tam Ngọc do diễn viên Thu Quỳnh thủ vai. Có thể thấy sau nhiều bộ phim mà Thu Quỳnh tham gia, cô càng ngày càng thay đổi, xinh đẹp hơn, mặn mà hơn và càng ngày càng có chiều sâu trong khi thể hiện vai diễn của mình. Nhất là cô đã thể hiện rất rõ vai Tiểu Tam Ngọc. Bởi thế, cô đã được khán giả đặt tên là nàng Tiểu Tam ác nhất Vịnh Bắc Bộ. Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ rằng bản thân rất áp lực khi vào vai người thứ ba. Đây cũng là lần thứ hai nữ diễn viên đảm nhận vai Tiểu Tam, nhưng áp lực của Thu Quỳnh còn hơn cả lần đầu vì khó tạo ra sự khác biệt khi đã để lại một số vai diễn ấn tượng với khán giả. Lần này cô cũng chú trọng đầu tư vào vai diễn khi cùng đạo diễn ngồi lại nghiên cứu, phân tích tâm lý nhân vật khá kỹ càng. Vì thế, Lửa ấm đã mang lại nhiều điều thú vị dành cho fan hâm mộ của nữ diễn viên xinh đẹp tài giỏi này. Những diễn biến chính đã lên sóng trong tập trước, sau lời tâm sự đẫm nước mắt của Thủy với Quang, khiến khán giả xem phim vô cùng xúc động. Cuối cùng, khi gặp biến cố lớn trong cuộc đời, Thủy cũng nhận ra và thừa nhận những sai lầm khi không dành sự quan tâm cho con mình một cách đúng đắn nhất. Nội dung những dòng tâm sự đó như sau: "Con thân yêu, lúc này mẹ ngồi đây, người duy nhất mẹ nghĩ đến là con. Mẹ tiếc là đã không dành nhiều thời gian cho con. Bao lâu nay mẹ luôn nghĩ chỉ chuẩn bị cho con có được một cuộc sống đầy đủ nhất là được. Nhưng đến khoảng thời gian này mẹ mới nhận ra, thời gian mẹ không ở bên con là không đủ với cả mẹ. Mẹ cần nhiều hơn nữa, được ở bên con khi con tốt nghiệp trung học cơ sở, vào cấp 3, vào đại học, đi làm, kiếm được những đồng lương đầu tiên mang về khoe mẹ. Càng nghĩ mẹ càng thấy rõ ràng hơn, với mẹ thì không còn gì là quan trọng nữa ngoài con. Mẹ xin lỗi, nếu đã luôn khiến con buồn, không bao giờ mẹ muốn con phải như vậy nữa. Nếu có gì xấu xảy ra, mẹ mong con nhớ về mẹ như là một người mẹ luôn yêu thương con. Chỉ là mẹ chưa biết cách để thể hiện tình yêu thương đấy với con nhá." Đọc được những lời tâm sự này, bé Quang tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã dần hiểu mẹ Thủy và thương mẹ nhiều hơn. Chắc chắn sau đó Quang sẽ tìm mẹ làm lành và thể hiện tình cảm với Thủy. Khi đó sẽ xóa đi khoảng cách bấy lâu của hai mẹ con. Bên cạnh những lời yêu thương của Thủy dành cho con thì Hoàng cũng dành mấy lời tâm sự lên trang cá nhân, dù biết là có thể mình mắc căn bệnh chết người đấy. "Tôi không cảm thấy lo lắng gì nữa khi nhìn vào gương mặt bình yên như thiên thần này, và tôi biết nếu có phải chết đi thì cũng không phải ân hận hay đau khổ. Niềm đau nào rồi cũng nở hoa, và tôi là một niềm đau mang tên một bông hoa." Khi đọc được những dòng tâm sự này, nàng Kha đã rơi lệ lã chã. Khi đó Kha mới chợt nhận ra trái tim mình đã rung động với Hoàng từ lúc nào. Chẳng qua có nhiều chướng ngại tâm lý đen đủi cao tuổi mà cô chưa vượt qua được. Nhiều khán giả khi xem cũng bình luận về cặp đôi này. Các khán giả đã đặt tên cặp đôi Hoàng Kha là cặp đôi đen đủi nhất hệ mặt trời. Nhưng có một vấn đề đến với Hoàng, trong lúc rất nhiều người thương cảm vì status tràn đầy drama, cả Hoàng trong đó có đội trưởng Minh, thì cấp trên
đã gọi điện xuống cho Minh hỏi han được vài câu. Sau đó cấp trên nói Minh nên chỉnh đốn Hoàng vì những lời lẽ đó quá bi lụy và không đúng với chiến sĩ cảnh sát làm nhiệm vụ cao cả. Dù rất bênh Hoàng, thậm chí Minh còn nói với cấp trên là em thấy lời tâm sự đó hay mà. Nhưng Minh vẫn phải chấp hành đi tìm Hoàng để bảo Hoàng thay đổi. Quay trở lại với các diễn biến chính trong tập 38 vừa lên sóng, Thủy và Minh đã có những tâm sự có thể nói là nảy lửa khi Minh đến thăm Thủy. Mọi uất ức trong lòng cô trào dâng đến nức nghẹn. Trong nước mắt, trong sự mệt mỏi đớn đau, Thủy đã nói với Minh: anh bảo là anh không yên tâm, vậy ngày hôm nay anh ở đâu? Anh có biết là em có thể không còn trên cõi đời này không? Thậm chí có thể chết hay điều đó không quan trọng đối với anh. Em là gì của anh? Những lúc em cần anh ở đâu? Anh ở đâu? Nghe Thủy nức nở không nguôi, Minh liền ôm chặt vợ mình trong vòng tay và dành những lời yêu thương cho Thủy. Có anh ở đây rồi, cho dù bất cứ chuyện gì anh vẫn ở bên em. Đúng lúc đó, Tiểu Tam Ngọc gọi điện thoại cho Minh, Minh liền tắt đi không nghe. Thủy thấy Minh như vậy liền hỏi: Ngọc điện thoại cho anh à, sao anh không nghe? Khi ở bên đầu dây kia, Ngọc rất khó chịu và vò đầu bứt tai vì người yêu cũ không nghe máy. Khi đó Ngọc đã nhớ lại lời của Thủy: dù cô có làm bất cứ chuyện gì thì gia đình này vẫn là của tôi. Khi đó Ngọc đang dần hiểu ra có lẽ mọi âm mưu từ trước đến nay của Ngọc chưa đủ để làm lung lạc ý chí của cô bạn thân ngày xưa và làm cho Thủy gục ngã rời xa Minh. Thực ra khán giả đều hiểu, nếu không có sự ủng hộ của mọi người, từ đồng nghiệp đến cô em chồng Mai Anh, thì có lẽ Thủy đã gục ngã từ lâu rồi, chứ không thể đứng vững được đến giờ này sau quá nhiều bất công và biến cố. Cũng trong tập này, Kha đã đến tìm Hoàng tâm sự. Trong khi đó, Hoàng đã nói với Kha: anh nghĩ anh có làm sao thì chỉ làm khổ em. Kha nói: linh ta linh tinh, em chẳng sợ đâu, HIV đâu dễ lây nhiễm như thế. Thực ra em tìm hiểu trên mạng rồi, có rất nhiều thuốc kéo dài thời gian sống của người nhiễm HIV, nên là em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi nào em chán anh thì thôi ấy. Còn Tiểu Tam xinh đẹp nhưng đáng ghét là nàng Ngọc, khi thấy Minh thờ ơ không quan tâm đến mình, lại tiếp tục đến nhà Minh tâm sự với mẹ nuôi. Khi đó Ngọc đã nói: con sắp phải về nước rồi, con chẳng muốn rời xa mẹ tí nào, nhưng dự án của con chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc thôi. Còn việc này con muốn xin ý kiến của mẹ, nếu như mẹ cho phép thì... Nói đến đó Ngọc ngập ngừng, ý Ngọc muốn Minh hoặc bà Mai sẽ sang bên kia với Ngọc, mà Ngọc thì muốn Minh sang đó với Ngọc, nhưng chắc chắn khó mà Minh đồng ý, vậy nên Ngọc muốn bà Mai sang bên Pháp sống cùng Ngọc. Và khi ở bên đó, Ngọc tiếp tục thực hiện âm mưu, bảo lãnh Minh sang thăm Ngọc và lôi kéo Minh bỏ vợ con ở lại đó luôn. Giờ chỉ đánh vào sự yêu quý của bà Mai, may ra Ngọc mới có cơ hội chiếm được Minh là của riêng mình. Thực ra dù rất yêu quý Ngọc, nhưng bà Mai cũng không lỡ bỏ con bỏ cháu mà sang bên đó với Ngọc được. Bởi là một người mẹ, người bà, tuy bà cư xử có phần lệch lạc từ khi Ngọc về, nhưng điều khán giả thấy rõ, Thủy gặp nguy hiểm tại bệnh viện. Bà Mai đã chạy đến ngay bệnh viện động viên Thủy. Nếu là một người căm ghét Thủy thì chắc chắn bà đã không quan tâm nhiều đến như vậy. Bà đáng trách nhưng cũng đáng thương, bởi tất cả việc làm của bà Mai đều do Tiểu Tam Ngọc mà ra cả. Khán giả cũng có phần thông cảm cho bà Mai nhiều hơn. Do không nhận được sự đồng ý của mẹ nuôi, Ngọc tìm cách khác, có lẽ theo suy nghĩ trong đầu của cô ta, không ăn được sẽ đạp đổ. Ngọc không có được Minh thì Thủy cũng sẽ không còn Minh bên cạnh. Biết đâu cô ta gây ra tai nạn cho con trai Minh Thủy, hoặc gây tai nạn cho chính bản thân Minh. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, điều quan trọng là cô ta muốn hay không thôi. Khán giả tin chắc một điều rằng Ngọc dù làm cách nào đi chăng nữa sẽ không lôi kéo được Minh sang Pháp cùng mình. Diễn biến tiếp theo sẽ cho chúng ta biết rõ Tiểu Tam Ngọc sẽ tiếp tục bày ra những thủ đoạn, những âm mưu gì để chiếm được Minh, là nếu không có được thì Ngọc sẽ làm gì. Phim được phát sóng lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.